Tiếp theo, tôi xin giới thiệu với các bạn cách kiểm tra servo piston cũng như là PC van. Chúng ta kiểm tra cái gì? Đối với servo piston thì chúng ta các điểm kiểm tra như sau. Thứ nhất là bề mặt của servo piston. Đúng không ạ? Bề mặt thì các bạn nhớ là không xước. Độ sâu không quá 0.1, chiều dài không quá 5 và chiều rộng không quá 0.1 mm. Đúng không ạ? Đấy, các bạn chú ý. Đối với servo này thì đường kính của servo của chúng ta là từ 50.892 đến 50.993 mm. Đó là giới hạn tiêu chuẩn. Còn đối với khi mà chúng ta lắp ráp thay thế đại tu bơm ấy, thì những các chi tiết vòng gioăng, vòng đệm chúng ta nên thay hết. Đó. Đúng không ạ? Tiếp theo, đối với cái đường kính bên trong phi 10 của piston, số piston thì cũng như vậy. Chúng ta độ sâu không quá 1, chiều dài thì không quá 2, chiều rộng thì không quá 0.1 mm, đó là về vết xước. Đúng không ạ? Đó. Về cái phi 10 này. Về cái pin, chốt pin thì đối với phi 9 thì chúng ta không quá 0.05 mm đối với độ mòn. Và cái spool, đúng không ạ, của servo thì không quá gì 0.05 mm, đó là phi 10. Trong cái phần pin này, cái phần ti nhỏ chúng ta có hai cái, một cái là pin, một cái là spool, đúng không ạ, tiêu chuẩn đều không quá gì 0.5 mm. Như vậy còn đối với bề ngoài thì chúng ta kiểm tra tất cả đều không có xước, không có rỗ và thì đạt yêu cầu. Còn đối với cả EBC van điện này thì chúng ta kiểm tra thì bằng mắt thôi. Đó là không có gì bất thường, dây gì lối làm sao còn đảm bảo đạt yêu cầu, không bị đứt, không bị mô ve, cũng như là bề mặt của van, tấm lọc của van là không bị thủng, đúng không ạ, có đạt yêu cầu. Mà tốt nhất là khi các bạn đại tu các bạn thay thay không 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 sử dụng, đúng không ạ. Đó, tất cả các vị trí đều bề mặt thì nhẵn xước, không được xước. Như vậy chúng ta đã kiểm tra xong cái phần servo piston cũng như kiểm là tra PC được van. Đầu của servo của PC van. Xem có gì bất thường không? Các bạn kiểm tra mắt toàn bộ các phớt này thì các bạn thay hết. Đây là kiểm tra gì? Servo. Các bạn nhìn. Đó. Ở đường kính ngoài, đường kính trong, hai đầu servo. Đường kính trong, hai các bạn đo. Kiểm tra thì tiếp theo là chúng ta kiểm tra thì NS van, xin lỗi, EBC van điện. Dây điện tháo lọc ra, kiểm tra bề mặt van điện xem có xước cái gì không. Đấy. Cuộn điện xem có bẩn không, đứt không, chúng ta thay. Đối với van điện này thì chúng ta nếu cẩn thận được thì chúng ta gì cho điện và chúng ta đóng xem nghe cuộn van nó có hoạt động tốt hay không. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn cách kiểm tra gì piston.
cụm chi tiết piston. Đối với cụm chi tiết piston này chúng ta có gì? 5 điểm kiểm tra. Thứ nhất là bề mặt của piston, tức là mặt 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 trà của piston ấy. Thì ở đây thì các bạn nội dung kiểm tra của cái gì? Thứ nhất chiều dày từ 5.385 đến gì? 5.415 mm. Đó. Bề mặt sự tức là bề mặt tổng số tổng cái sự khác nhau giữa chín quả piston là không quá 0.1 mm, tức là cái độ chênh độ đồng đều là không quá 0.1 mm. Đường kính thì khoảng 29 đến 29.2 mm. Đó. Cái bề mặt này đó là gì? Đó là xoa piston, piston xoa đúng không ạ? Thì độ mòn cũng không quá 0.2 mm đúng không ạ? Về vết xước thì sao? Thấp hơn 0.1. Đấy là độ sâu, độ dài là không quá 0 chấm gì? Không quá 2 mm, cũng như chiều rộng không quá 0.2. À. Về độ mòn của cái thân piston này thì là đường kính từ 23 đến 23.12 172 đến 23.177 mm. Đó, bạn chú ý. Đối với các điểm kiểm tra như là cổ của piston, xin lỗi, cổ piston và gối chày cũng như là cổ của gối chày thì tiêu chuẩn kiểm tra của ta là gì? Không có xước, không có gì rỗ, không có độ xâm thực, không có độ mòn, và độ vết xước thì cũng không quá 0.1, chiều dài cũng không quá 2 mm và chiều rộng cũng không quá 0.2 mm. Như vậy các bạn dựa vào cái tiêu chuẩn này để các bạn thì đánh giá xem cụm piston của chúng ta đạt yêu cầu hay không. Sau đây tôi cùng với các bạn đi kiểm tra một số chi tiết piston làm ví dụ. Đối với chi tiết này các bạn đánh giá như nào? Tôi đánh giá loại A, bởi vì bề mặt rất tốt, 5 điểm kiểm tra cũng đạt yêu cầu đúng không ạ? Đối với chi tiết này các bạn cần chú ý là nó gần như là mới đúng không ạ? Vì vậy là chúng ta tái sử dụng được. Đối với chi tiết này thì các bạn có thể đánh giá là loại B, bởi vì sao? Bề mặt của quả phi tông chúng ta có màu biến đổi màu cũng như độ mòn đúng không ạ? Và nó vẫn ở trong phạm vi tiêu chuẩn, vì vậy chúng ta có thể là gì đi khắc phục được. Nguyên nhân ở đây có thể là do gì? Dầu bẩn nó gây ra cái hiện tượng này. Chúng ta khắc phục thì dùng gì? Giấy ráp 200 để chúng ta gì xử lý. Đối với phần piston này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta cũng đánh giá nó ok đúng không ạ? Bề mặt đạt yêu cầu. Chúng ta đối với cả chi tiết này thì các bạn sẽ thấy là sao? Các mình cái cổ của nó bị xước rất là nhiều đúng không ạ? Vì vậy cũng như thân cũng bị xước nhiều, độ sâu rất là cao, lớn hơn 0 chấm lớn hơn 1 mm cơ. Đấy, thì thôi tốt nhất là quảng nó đi, đừng có tái sử dụng làm gì đúng không ạ? Đối với chi tiết này sao? Các bạn nếu các bạn nhìn cái mặt gối của nó, cái mặt chày cũng như là cối thì chúng ta sẽ thấy là đạt yêu cầu đúng không ạ? Không có vết xước, rất là bóng trắng nhẵn. Đối với chiếc này thì thôi rồi, các bạn nhìn thấy là cái cối và cái chày của nó là rất là rỗ, độ xâm thực rất là cao, và như vậy là chúng ta không thể xử lý được. Đối với chi tiết này tốt nhất là lên dễ quảng nó đi. Nguyên nhân có thể là do gì? Cái khe hở hoặc là bị chi tiết nào bị vỡ, hoặc là bên trong cái phi tông bị vỡ, hoặc là
khe hở lớn nó gây ra hiện tượng này. Vì vậy chúng ta nên quảng đi. Đối với chi tiết này, mặt trà của piston thì sao, các bạn thấy sao? Rất là đạt yêu cầu đúng không ạ? Rất là tốt. Vì vậy chúng ta có thể sử dụng được. Cái phần này thì cũng sao, hơi bị xước một chút, nhưng mà rất là sâu. Vì vậy chúng ta quẳng đi. Đối với chi tiết này thì thôi khỏi nói rồi, chúng ta cũng quẳng đi, đúng không ạ? Nhìn rất là rõ. Đấy. Đối với chi tiết này thì cũng như vậy. Thôi quẳng đi, đúng không ạ? Ở đây là một số những cái chi tiết mà chúng ta so sánh giữa hai bên. Khi mà chúng ta dùng kính lúp để chúng ta so sánh đó, thì các bạn sẽ thấy là những chữ chi tiết mà dùng được và không dùng được thì nó khác nhau rất là nhiều. Vì vậy là khi các bạn kiểm tra một lần nữa, các bạn có thể dùng kính lúp để các bạn gì đánh giá nó đạt hiệu quả. Đây các bạn nhìn thấy đây, mặt rất là rỗ đúng không ạ? Như vậy chúng ta không thể sử dụng được kể cả hai chi tiết này. Như vậy tôi đã giới thiệu xong với phần các bạn cách kiểm tra piston. Đây là kiểm tra piston bề mặt thân piston, đầu piston, cổ, xem là có vấn đề gì bất thường không. Đấy, xem Còn xung quanh. đoạn kiểm tra PC van cũng như hai đầu của xô khô của piston xem có mòn, có xước, có rỗ hay không. Đấy, tháo PC van ra, chúng ta kiểm tra xem nó có điều gì bất thường hay không. Đấy, đầu hai đầu của xô khô cũng như bề mặt của xô khô xem có gì bất thường hay không. Cũng bằng cảm quan thôi, tay sờ mắt nhìn. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn phần về cách kiểm tra tất cả các chi tiết và đo đạc tất cả chi tiết ở trong bơm HPV 95 cộng 95 và HPV 160 cộng 160 thì tiêu chuẩn nó hơi khác một chút, nhưng về cơ bản nó đều giống nhau như vậy. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm video này. Mời các bạn đón xem video tiếp theo về cách lắp sláp linh như nào, hay tức là cách mài, cách sửa chữa khắc phục chi tiết như thế nào. Mọi đóng góp, nếu các bạn có câu hỏi hoặc đóng góp gì, các bạn có thể gửi về địa chỉ loi.comasuvietnam@gmail.com hoặc các bạn có thể viết comment phía dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn.